Đây nè, đi chơi luôn. Vô, vô. Trời ơi, dạo, lại nè. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày thân, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Một thứ mình nào xin kính chào quý vị khán giả thân mến của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản kết đôi như ý. Vậy là thấm thoát là chương trình đã phát sóng được 14 tập. 14 tập vậy chi là Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường đã ghép đôi là 28 cặp đến với nhau. Thành công cũng có nhiều mà thất bại không ít. Hứa đã ấn tượng rất là nhiều cặp. Cái cặp mà anh thầy giáo dạy thể dục ở Bình Dương và chị làm chi tá ở bệnh viện, nhưng mà thật ra hai người đó đã kết bạn Facebook với nhau từ lâu mà không biết. Thì thông qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì vô tình được gặp ở ngoài đời, luôn như là họ có một cái duyên gì sẵn vậy đó. Hay là ghép đôi cho một cặp anh chàng nhân viên kinh doanh với lại bà mẹ một con, thì chàng trai đó như là con trai nheo nhẽo, nhưng mà họ đến được với nhau bởi vì đó là xuất phát từ tình cảm. Khi mà người con gái hỏi là bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kèm nước xả vải nữa. Hôm nay mình có dán dê dê gì nữa không? Dạ không chị. Không hả? Hôm nay em có một cái điềm gì đó. Em sẽ kể em nghe một câu chuyện. Sáng nay em vừa bước ra cửa, em nhìn trên cành cây, em thấy đôi chim đang hót véo von véo von véo von. Em đi ngang qua bờ hồ, em thấy đôi chim đang đùa giỡn trong hồ nước thật là vui vẻ. Ủa, đôi chim mà đùa giỡn trong hồ nước hả? Ủa, đôi chim mà đùa giỡn trong hồ nước. À, đôi cá, em lại nhầm. Đôi chim hót véo von, đôi cá đùa giỡn trong hồ nước vui vẻ. Em đi ngang qua khu vườn, thấy đôi bướm đang vờn giỡn với nhau. Em thích nghĩ đó là không biết cái điểm gì, đôi khi là cũng là số 2, nhưng mà số 2 vui vẻ. Em nói một hồi nữa là cái số 2 đứng ở đây trở nên bộn bộn gọ luôn á. Sao vậy chị? Em kể chuyện duyên quá à. Không có thì... Rồi nó ăn nhậu gì vô ghép đôi thần tốc bữa nay? Thì đôi nhiều khi là mình ghép đôi em là... muốn một cặp đôi bữa nay là con chim vui vẻ hay vui con vẻ. Cá vui vẻ. Đó là một câu chuyện vui em kể thôi. Vui gì tôi thấy không vui vậy trơn á. Kể một cái nữa là hai đứa mình đứng đây là không có vui vẻ. Dạ. Rồi vị trí đi. Thì nói chung là ngày hôm nay sẽ cố gắng hết sức sau những lần mình thất bại. Coi mình... chừng chị không kêu em bằng ông Mai nữa mà kêu em là ông Sàm. Ông Sàm. Trời ơi, không có đâu chị, nghiêm túc. Sau những lần thất bại em biết đó là mẹ của mình. Mẹ của thành công. Đúng rồi, thất bại là mẹ của thành công. Bởi vậy cố gắng nha chị. Cố gắng. Yeah. 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 Ông Mai còn ngủ ngon không hay là mất ăn mất ngủ rồi? Cũng ngủ nửa giấc không à. Sao vậy, nửa giấc làm gì? Không, mà đó giờ chưa bao giờ đạt một kỷ lục là mình ghép đôi được 2 cặp đến với nhau hết, lúc nào cũng là được một cặp. Bởi vậy ngủ nửa giấc hoài luôn á. Vậy tôi tội lắm, tâm sự với tôi hoài à. Em áp lực, em căng thẳng lắm. Mỗi lần em mai mối ấy, em phải người nào mà trẻ trung vui vẻ đó, em còn hăng, em nói dữ lắm. Mà mỗi cặp đôi nào mà gặp mấy bạn mà gãy đổ, mà gặp ông Mai này ổng quýu, bây giờ ổng sợ. Giống như là muốn san sẻ ta mà không biết san sẻ, không biết làm như thế nào để mà giúp cho họ. Hiểu, nhưng mà chia sẻ với em, nhưng mà đừng có áp lực quá. Dạ. Mình làm hết sức khả năng của mình thôi, đúng không? Có nghĩa là mình coi hồ sơ, mình ghép đôi, mình thấy họ là tương ứng được, thích hợp được khoảng 60% mà mình mới ghép. Nói chung mình ghép hết cả số. Nhưng mà còn cái 40% còn lại, nhiều khi họ nhìn nhau, họ không có điện, là dạ, làm sao mình đo được cái chuyện đó. Với lại không có cần là bao nhiêu cặp, quan trọng là cái chất lượng. À, hiểu không? Mình không cần số lượng, không chỉ cần chất lượng thôi, đúng không chị? Vấn đề mình ghép là mà họ ở với nhau lâu, họ tiến tới hôn nhân mình là thành công. Hôm nay là có một bài học mới gì chị Cát Tường nữa, chủ yếu là chất lượng chứ không cần số lượng. Ủa vậy đó, giờ em cần số lượng không à hả? Không có thì hồi lâu vậy chứ tưởng tượng là số lượng thì nó sẽ ngon lành, nhưng mà chất lượng thì nó vẫn tốt hơn. Một tràng pháo tay cho ông Mai Hứa Minh Đạt. Rồi, mời ông Mai về vị trí. Dạ, mời bà Mai. Bữa giờ có coi chương trình không? Dạ có. Trời chị ơi, tôi thấy người ta khen em quá trời luôn đó. Đấy, em được vậy là nhờ chị dìu dắt. Thôi em có dìu. Dễ thương, vui tính thôi, nhưng mà chị kinh nghiệm, chị dìu dắt. Thật sự là Tường này cũng như Minh Đạt, tất cả ekip thực hiện chương trình rất rất là cảm ơn quý vị khán giả luôn, đã luôn đồng hành, ủng hộ cho những cái chương trình mai mối của các Tường. Bây giờ có thêm cậu em Hứa Minh Đạt nữa, hợp tác vui vẻ và thành công. Dạ. Bây giờ còn nói gì nữa chị? Nói gì nữa? Nói gì nữa? Em háo hức quá rồi. Bắt đầu nhiều chuyện nữa. Nào. Nè,
phải nóng nảy nữa đâu. Phải là nghiêm túc, mình là ông Mai, nhớ dạ, chưa? Dạ. Đó, nhiệm vụ của mình là làm sao đó để mà kiếm, coi như em là đại diện họ nhà gái nè. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Đó, em làm sao em phải, mặc dù chị đại diện họ nhà trai nhưng mà em cứ việc soi chị. Soi chị được luôn hả? Không phải, soi hai chàng trai của chị. À rồi 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 rồi. Hiểu dạ, không? Dạ, dạ. Để khi mình kết đôi là phải dính. Dính đúng không chị? Đúng rồi. Đó là dính đúng không? Vậy người ta mới gọi là mình mát tay. Dạ, ngày hôm nay có em bài học mới của chị Tường. Kết đó là phải dính. Kết là phải dính. Ngày hôm nay mục tiêu của hai cho mình là phải hai cặp thành công đúng không chị? Đúng rồi, nhưng trước tiên là chị với em không được dính. Đi qua anh kia. Rồi rồi rồi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Ông Mai và bà mối lúc nào tâm trạng cũng háo hức. Hôm nay chúng ta không bàn gì hết. Mình phải bàn đi chị. Không bàn. Bây giờ lấy đọc chị đọc đi, mấy lần hả? Trước mình bàn vô. Chắc quá mà. Bây giờ mình bàn ra được không? Bát ra hả? Bát ra luôn. Gì kỳ vậy, ông Mai bà mối mà sao đi bát ra? Sai quá. Sai đúng không? Bị sai không? Sai quá, sai. Không không không, chiến lược này không ổn. Làm như chị kết nối với em chị xuống tay nghề á. Kết nối với em chị xuống tay nghề á. Không có đâu chị ơi. Phải không? Không có đâu. Không phải hả? Tại em xui. Hả? Đó thì đó, em kéo chị theo nè. Không sao, nhưng hôm bữa nay em hên, em cảm thấy em bữa hên nè. Được, vô đội hình. Vô đội hình. Bây giờ chị cho chị? Các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thôi, chạm gì ạ? Chạm gì ạ? Em muốn chạm cái gì? Chạm thử vào điều ước. Chạm thử. Không cần ạ. Chạm. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thẳng về phía trước. Rồi. Đưa cái tay mình ra. Đó. Sát vô cánh cửa. Chạm thầy. Wow. Rồi. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm, dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? À, cái này em thử, cái này em thử, cái này là tay anh, tay anh. Anh vui thôi, chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận mà hồi là không được, anh không được nha. Nhìn ra trước. Ôi, lạnh quá. Cảm nhận như thế nào? Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Có nhà nên chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân? Dạ. Yeah. Nhắm mắt lại cảm nhận một xíu đi. Nhớ cái cảm xúc này chưa? Nhớ chưa? Dạ chưa. Được rồi. Lấy tay ra đi em, về vị trí. Đứng đó, đứng đó. Cho em một đặc quyền nữa. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ngồi ở ghế màu. Wow. Rồi xanh. Rồi, về đây, về đây. Đưa tay ra đi em. Nhắm mắt lại. Ôi, sao sao lẹ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi vô ngồi vô ngồi em. Cái sao nhìn cái liền vậy? Gì ghê vậy? Dạ. Sao có gì vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. À, dạ. Rồi, về vị trí và giữ nguyên cái cảm xúc đó. Ủa, wow. Nó nghe nè. Mình đâu có thể nào ưu tiên cho một người. Đúng rồi chị. Phải hai chàng luôn chứ. Rồi, bây giờ được đó vậy. Đó nha, đứng giữa giữa đừng có để nhìn thấy nhau nha. Rồi, thấy mà. Mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn lên đây. Kia nó còn từ chối nữa. Rồi, đứng vô đây, sát vô. Rồi, đưa cánh tay mình ra. Giờ chàng trai này nắm sao nào? Cho em muốn nắm ở bộ phận nào? Trời đất, cái gì bộ tay thôi. À, tay thôi đúng không? Ok. Rồi, không lẽ người ta nói muốn nắm chân rồi em đứng. Nhưng mà cô bé này biết múa đó, có thể đưa cái chân được lên luôn á. Thiệt. Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Chà, cả hai chàng trai đều nói tay Vân hơi lạnh. Phải có nguồn điện gì nha. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi dìu qua bển đó. Vậy cha ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu ơi. Thôi được rồi. Không nè, nè nè. Sao chị? Được rồi. Được rồi anh dạ. Nè nắm đi. Hồi nãy có điện giật á chị. Mở cửa. Mở cửa đúng không? Còn mở cửa gì nữa? Trái tim. Chần mở... chờ gì nữa. Mở cửa trái tim thôi. Em hãy làm một cái trích đoạn hài gì đó em thấy thú vị. Rồi vậy anh Đạt có thể đóng cùng em một
chích đoạn nhỏ để được, được chứ, được chứ. Để luôn. Sao? Đây. Anh sẽ mồi, anh sẽ mồi cho em. Rồi, em có một cái tình huống rồi. À, coi như là em là một người bạn xa đi về gặp anh Đạt tình lình rồi hỏi thăm nhau vậy thôi. Có những câu hỏi nào mà anh cảm thấy nó hơi bị sốc rồi anh hoang mang mà anh coi như là anh coi được khó hiểu mà nói tại rồi. Sao mà mình sốc tao vậy? À, coi như là anh đi về hay là em đi về? Ví dụ em ở thành phố. Em có về đúng không? Rồi em đang ở nhà đi, anh là hàng xóm lú qua hỏi thăm nè. Ui. Ơi, Tùng mới về hả? Ôi mới về nè, trời ơi, khỏe không? Khỏe khỏe, ngồi ngồi đi, đứng le le qua nhìn mời đàn gái ta hả? Đi ra ngồi đi cha. Đứng giả bộ ra đi. Đứng này được rồi. Ngồi đi, nói chuyện cũng được. Giờ đứng được không? Được, được. Đứng cho bạn thấy chiều cao của tôi mà. Ừ, rồi tôi biết rồi. Khỏe không? Mày khỏe không? Khỏe. Ôi, vợ con khỏe chứ hả? Khỏe luôn. Ba má khỏe không? Khỏe luôn. Cô gì chú bác khỏe luôn. Khỏe luôn. Ủa sao kỳ sao em khỏe vậy ta? Sao vậy chứ không lẽ mối mua mày chết? xin lỗi chứ bệnh, sao bệnh nghề nghiệp à? Bệnh nghề nghiệp, nghề nghiệp gì vậy? Tôi là bác sĩ mà. À, đi ra ngoài đường thấy ai cũng khỏe hết tôi buồn. Trời ơi, tôi có một bé Yến gần sớm làm nghề điều dưỡng. Ồ vậy đó, hả? Không làm bác sĩ hả? Ờ, giới thiệu bé vô nhiều khi hai trong một với chị. Nghe nè, hồi nãy nói chơi thôi, gia đình bạn khỏe hết là tôi mừng rồi. Khỏe. Nhưng mà biết tôi làm bác sĩ gì không? Bác sĩ gì ạ? Thú y á. Dạ thôi vậy hết. Nhưng mà không, mà hồi nãy á, anh có nghe là Tùng có thể giả được giọng nhiều người đúng không? Dạ em biết tiếng nói tiếng vùng miền thôi. Vùng thôi, miền đó. Làm thử vài vùng miền Trung đi, miền Trung đi. Miền Trung đi nè. Dạ yeah, em biết nói tiếng Phú Yên nè. Ừ. Rồi chuyển qua dòng Khánh Hòa. Ừ. Đi về Quảng Nam Đà Nẵng. Sống rồi Tiện Huệ, quê của chị. Chà, biết em, quê tôi Tiện Huệ luôn. Thanh Hóa của Choa thì dĩ nhiên là mình biết rồi. Còn đi về Hà Nội thì em cũng biết. Ờ, hay quá trời. Ngon lành ha, ngon lành ha. Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiện đồ của công ty. Xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đấy thì em có đi Nhật 2 năm. Phúc ơi, em có thể giúp giùm anh không? Tại vì mỗi lần anh vô quán ăn Nhật á, người ta hay nói là lát xuống mất xe hoài mà anh không biết đó là ý nghĩa gì. Anh ra anh nhìn chiếc xe anh hoài luôn á, vô là lát xuống mất xe. Cái chỗ đó là thì rất xài mất xe, có nghĩa là kính chào quý khách mời vào á. Lát xuống mất xe. Lát xuống lên xe. Lát xuống mất xe. Ví dụ bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, anh sẽ đờn cho em. Ai đờn? Em. Bạn nào biết đờn thì đờn. Em biết đờn không? Chuyên ngành chính của em là piano, còn guitar thì em chỉ gọi là giải trí thôi. Giải trí thì có thể đệm đàn cho bạn hát được không? Tại vì em là người cầu toàn đó, em muốn mọi thứ nó có sự chuẩn bị, còn cái này nó hơi bất ngờ một xíu. Hơi bất ngờ thì anh đây, anh khoái sự mà bất ngờ lắm. Rồi, hát đi nè. Tôi chơi luôn. Vô. Trời ơi, chú dạo lại nè. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Một thứ bình đàn xin kính chào quý vị khán giả thân mến của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản kết đôi như ý. Vậy là thấm thoát là chương trình đã phát sóng được 14 tập. 14 tập dĩ chi là Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường đã ghép đôi là 28 cặp đến với nhau. Thành công cũng có nhiều mà thất bại cũng không ít. Hứa Minh Đạt ấn tượng rất là nhiều cặp. Cái cặp mà anh thầy giáo dạy thể dục ở Bình Dương và chị làm chi tá ở bệnh viện. Nhưng mà thật ra hai người đó đã kết bạn Facebook với nhau từ lâu mà không biết. Thì thông qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì vô tình được gặp ở ngoài đời, luôn như là họ có một cái duyên gì sẵn vậy đó. Hay là ghép đôi cho một cặp anh chàng nhân viên kinh doanh với lại bà mẹ một con. Thì chàng trai đó như là con trai nheo nhẽo, nhưng mà họ đến được với nhau bởi vì đó là xuất phát từ tình cảm. Khi mà người con gái hỏi là
anh có ngại khi mà thể hiện tình cảm và đến với một người con gái để có một đứa con, thì cái hình thể của họ không được như là một người con gái khi mà chưa có con, thì anh có rụt rè không? Thì anh chàng nói thật sự là cái tình cảm đó, tất cả anh không rụt rè luôn. Cặp đó cũng đến được với nhau trong khoảng thời gian dịch như thế này, nếu mà đứng kể thì không biết gì nào mới xong. Thì mong là dịch sẽ mau qua, chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được tới với phim trường, cũng sẽ ghép đôi những cặp đến với nhau. Thứ mình đạt mong là trong khoảng thời gian giãn cách thế này, tất cả quý vị khán giả hãy giữ gìn sức khỏe của mình, thực hiện đúng nội quy 5K và ở yên ở nhà để dịch mau chóng qua, thì lúc đó thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ được hoạt động bình thường. Tất cả mọi người hãy giữ gìn sức khỏe của mình nha. Quý vị còn nhớ câu chuyện nữ doanh nhân bị mẹ bạn trai thẳng thừng từ chối, nhưng khi phụ huynh đi hẹn hò cùng con cũng chỉ đưa ra những ý kiến khách quan của mình thôi. Hôm nay con trai đưa mẹ đi theo, mẹ nói vậy tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. Chọn, thí dụ giờ cho mẹ chọn ai, mẹ nói đại tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này. Dạ. Nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á, thì tôi chọn người gần. Cháu Ca đừng buồn cô nha. Dạ. Không buồn, tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi. Hai vợ chồng cực lắm. Cô không có chê Nga gì đâu, không chê. Mà cô nói là tiếc mà, rất tiếc là ở ngoài Bắc xa quá. Nếu mà trường hợp mà Nga mà vào được trong thành phố Hồ Chí Minh thì là quá tốt luôn. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Con mời bác trai. Dạ, tôi là phụ huynh của em bé Tơ, cái Tường. Nhìn hai người thì tôi cũng không biết sao lựa, để chừng nào mở màn ra thì để cho mỗi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. Ca hát rồi, nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chứ nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là bé Vân đứng lại múa liền. Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, dạ, cảm ơn bác. À, phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý ạ chú? Tía. À Tía, dạ chào Tía. Dạ Tía, hôm nay Tía đi theo coi nãy giờ rồi Tía có suy nghĩ gì sao nè, Tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Út Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nghe. Dạ, cảm ơn chú. Mời qua tới họ nhà gái nè. Mình là mẹ của bé Trúc, là mình muốn nói á, gia đình đã sắp xếp cho nó một lần rồi. Dạ. Nhưng mà vô tình nó tìm hiểu, nó nói là người đó không nói chuyện được, và nó xin cha mẹ là cho từ chối cuộc tình đó. Rồi thì mình cũng tôn trọng con gái của mình. Rồi bây giờ có chương trình nó lên đây thì cũng mong tất cả mọi thứ đều do con gái mình chọn hết. Như vậy là hôm nay con gái mình cũng có được hai cơ hội để mà suy nghĩ á cô. Dạ. Cầu mong cho nó có suy nghĩ, nó có bạn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Nhà gái mẹ đông đúc quá nhỉ. Dạ em là mẹ của bé Chi. Hôm nay chị có mỏi vai mỏi chân gì không chị? Dạ không. Không hả chị? À, nhà mình có đang dư điện dư đồ gì không chị? Dạ không. À, dạ, có bà bé Chi lo hết. Bà bé Chi lo hết. Dạ mọi vui thôi. Thế nãy giờ chị ngồi dưới thì chị nhận xét như thế nào ạ? Cái chiều cao á thì cái cháu ngồi ngay cái ghế màu đỏ thì cái chiều cao nó sẽ tương xứng hơn. Dạ. Còn nếu như mà nói về tính tình thì mình thật sự là mình đâu có thể nào mà nắm chắc được, biết được nó chính xác như thế nào. Dạ, thì bây giờ mình nhìn cái bên ngoài trước, phải có thời gian để tìm hiểu. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, Minh Đạt với lại khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ, cô giờ có nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không, hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó, đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu, anh ở nhà đón con giùm em, rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á. Thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Thế tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt. Dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tùy duyên do con cô chọn đi. Cho đi cố này nè.
Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn cơ. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa thấy vỗ dưa cũng sợ đó. Bữa nay khóc thầy mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn hả? Đi dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau giờ biết chọn ai chọn. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. À, vậy cô chọn hả? Chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ thì chị nãy giờ cũng khó nói biết không? Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh. Đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cổ chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc. Rồi rồi, ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dịu dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Dạ. Rồi nên cô thấy không ổn, cô chọn qua anh màu đỏ. Cô cũng sợ con về không đó. Về gốc rồi ôm ơn. Rồi cảm ơn cô. Khi theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốt thì mình thấy chương trình vô cùng ý nghĩa và thú vị. Chương trình đã ghép đôi cho rất nhiều cặp đôi phù hợp với nhau. Bên cạnh đó thì hai MC cũng vô cùng duyên dáng và hài hước nữa. Người tham gia đến với chương trình thì họ có thể bày tỏ được quan điểm của mình để cho khán giả cũng giống như là đối phương hiểu được hơn. Mình rất là thích tập của chị Đăng Minh bởi vì mình thấy chị đã thẳng thắn thể hiện cá tính và quan điểm cá nhân của mình rồi. Và trước khi bước vào một mối quan hệ, mình nghĩ nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau để khi quen nhau thì đỡ bị vỡ mộng thôi. Cô xin chúc chương trình ngày càng thành công và tốt đẹp. Ngoài ra còn có nhiều trai xinh gái đẹp nữa nha. Các bạn nên xem thử chương trình một lần. Hy vọng là sắp tới chương trình sẽ phát triển hơn và sẽ ghép đôi cho thật nhiều cặp đôi phù hợp với nhau hơn nữa nhé. Thật vui khi chương trình là cầu nối ghép đôi những trái tim cô đơn trở thành một. Hãy cùng cầu chúc cho họ luôn hạnh phúc bền lâu nhé. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1. Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi tao luôn chị. Em thấy một người trưởng thành hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Thật ra thì mình là người kinh doanh thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi, nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn nữa. Em thì chưa có mối tình nào đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống đâu là em thấy mây, em thấy mưa, em thấy nắng, em thấy bão gì đó phải phân định ra. Bấm. Cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi. Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách. Hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích. Nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2
một cái cảm giác hình như không biết là có phải bằng ý này hay không. Là quen hả? Quen hả? Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Một. Chúc mừng đi rồi. Trời ơi, cho chút cảm xúc của em lúc này. Cô Yến làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội nữa để tìm hiểu sâu hơn. Đúng rồi. Thật ra ít phút ở đây, hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến rồi hả? Sao em, cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó, thì anh cũng mong em rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đi. Một nụ ôm đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi. Mời cặp xanh. Món quà về với chính chủ. Chủ động. Tại vì em rất là thích style công sở giống như anh, cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất, cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè. Quyết liệt lên coi. Nắm người tay. Chủ động. Một nụ hôn khởi đầu. Mạnh mẽ lên. Thơm đi. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, nắm tay luôn chứ. Đúng không cưng? À, đủ cặp. Đủ mình cặp, về với mình nhau. Về với nhau. Đây là lần đầu tiên mà ông Mai và bà Mối đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình là ghép đôi được cho hai cặp đôi luôn. Dạ, tâm trạng rất là hân hoan, rất là vui sướng. Rồi bây giờ đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5. Mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai, còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Trời ơi. 4. 3 2 Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải một con người nhìn nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép cái vớ và em cái tôi của em vừa bị mất đi. Mối bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động. Nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. 1 Bấm. Và chúng ta đã có kết quả. Chúng ta nhìn thấy ghế thì đã có hai cái ghế xanh cùng sáng đèn. Có nghĩa là chúng ta vẫn có một cặp đôi. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước. Bây giờ nè, nắm tay bạn gái. Tôi chưa kêu tôi mất. Ủa, tôi mới kêu nắm tay hà. Nhanh dễ sợ quá trời. Nôn quá hả cưng? Lành quá vậy? Ta đến với chương trình là hôn má chứ không có hôn tay. Dạ. Ừ, xin đi. Dạ, con xin phép cô cho con hôn bạn Chi. Còn đúng hôn ạ. À, nhưng mà cái này thì cô nói cô chưa đồng ý. Tại vì cái việc đó nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Thì con cứ tìm hiểu nhau với nhau như bạn bè đi cái đã. Dạ. Vậy là hồi nãy nhiều khi cô cũng không cho mà hung tay luôn á. Mẹ lanh dễ sợ luôn á. Phải không cô? Dạ đúng rồi. Lanh quá. Cô bác ơi, bác có đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đánh bóc cho bác. Chưa sợ. Hồi nãy mới la là con dị ứng lắm mà bây giờ nói vậy đó cô. Lật kèo liền luôn. Cô có tập thể dục yoga mỗi ngày, chắc điều đó chưa cần tới con đâu. Không mà bây giờ nè, mừng. Phải mừng có quá. Cái gì đó, một món quà đầu tiên chứ. Nãy là em có thể hát một ca khúc nào đó để nói lên tình cảm của mình.
Dạ, em xin hát bài Một Tảng Nhỏ thôi. Em thuộc ít rồi. Tảng Nhỏ của bài Lần Cuối. Lần Cuối? Rồi. Rồi Lần Cuối rồi, cho Lần Cuối luôn. Dạ, xin hát thật. Và lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người mong đời gì nơi tôi. Tiếng em tới đây thôi, phố mưa cũng đã tạnh rồi. Y như một giấc mơ trôi. Dạ, thôi em đừng yêu cầu làm gì nữa nha Đạt. Bây giờ chỉ có thôi. Được rồi. Tường xin chúc cho hai em ha sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau, một ngày nào đó xin phép đến nhà để chào bác trai luôn ha.